Vừa qua, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã có buổi làm việc với Tổng cục Quản lý thị trường. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đề nghị phải xây dựng lực lượng quản lý thị trường trong sạch, vững mạnh, vừa hồng vừa chuyên. Báo cáo với Phó Thủ tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cho biết, trong năm 2018, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra trên 150.000 vụ, phát hiện xử lý trên 90.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 500 tỷ đồng, ước trị giá hàng tịch thu chưa bán trên 92 tỷ đồng. Mặc dù đã nỗ lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, song do mới chính thức đi vào hoạt động được 4 tháng nên Tổng cục Quản lý thị trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác nhân sự, trong thực thi nhiệm vụ. Trong khi đó, hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất và tiêu thụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các gian lận thương mại khác đang diễn biến ngày càng phức tạp cả về tính chất lẫn quy mô. Hơn nữa, sự bùng nổ của thương mại điện tử phát triển nhanh, song đây cũng là thách thức đối với lực lượng quản lý thị trường bởi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Tổng cục hiện nay vẫn còn lạc hậu, không có cơ sở dữ liệu riêng như các đơn vị khác. Năm 2019, tình hình buôn lậu, vi phạm gian lận thương mại, hàng giả sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, Phó Thủ tướng Thường trực, trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia Trương Hòa Bình cho rằng, để xử lý hiệu quả, bảo vệ người tiêu dùng, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp chân chính phát triển, đòi hỏi lực lượng quản lý thị trường phải tập trung vào công tác đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, ứng dụng công cụ quản lý hiện đại, bảo vệ sở hữu trí tuệ, chống lừa đảo và nắm bắt thông tin một cách hiệu quả. Đồng thời, lưu ý lực lượng quản lý thị trường cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 389 tại các địa phương về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết 41 về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự, biên chế để nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí sắp xếp nhân sự đúng người đúng việc, bổ nhiệm cán bộ giỏi có năng lực, phẩm chất, có kinh nghiệm cho các vị trí lãnh đạo về phía bộ công thương thứ trưởng đặng hoàng an cho biết cuộc chiến chống buôn lậu hàng giả hàng nhái hàng vi phạm pháp luật còn nhiều cam go nhất là trong thời đại thương mại điện tử phát triển với tốc độ nhanh như hiện nay và đây là mặt trận rất nóng bỏng kiến nghị với phó thủ tướng thứ trưởng bộ công thương đặng hoàng an mong rằng chính phủ tạo điều kiện cho tổng cục quản lý thị trường có thêm cơ sở vật chất cũng như phương tiện đi lại trang thiết bị chuyên dụng nhằm nâng cao hiệu quả chuyên môn